đưa lên một cái hình ảnh, chúng ta mới có một cái vô địch võ sĩ Võ Ngọc Hải của hạ knockout võ sĩ Uzbekistan. Sau khi mà chúng ta thua U23 thì võ sĩ Võ Ngọc Hải đã hạ knockout đối thủ Uzbekistan ngay trên sân võ đài. Cái câu hỏi thứ hai là nhà báo nghĩ gì về cái vụ tịch thu cờ của về vấn đề mà lá cờ vàng lá cờ đỏ sao vàng bị tịch thu. Để thưa quý khán giả, thì chúng tôi coi cái video thấy đó là một cái buổi ngày 20 thứ bảy ngày 27 ở Úc, mà chỗ mà anh Võ Tấn Đông đang ở đấy. Thì không biết là có phải ở thành phố gần anh Võ Tấn Đông hay không. Thế nhưng mà thì tại đây đó thì các những Việt du học sinh như Việt kiều cư ngụ bên Úc mà có cái lòng ngưỡng mộ cái đoàn tuyển thủ U23 và họ sẽ tới tập trung mà cái để mà gọi là sẽ ủng hộ tinh thần của U23. Thì cái việc làm nó không có gì sai quấy hết, nhưng mà có một số người họ nói rằng là có những sinh viên tới đây để mà những người Việt Nam tới đây để mang cái cờ đỏ sao vàng phân phát. Trước hết là chúng tôi thấy rằng là một hành động rất là thiếu văn hóa. Nếu đây là một cái sự thật thì đây là một hành động rất là thiếu văn hóa, không tôn trọng tư tưởng của một người khác. Các bạn không thích cộng sản hay là không thích chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa bây giờ, nhưng mà quý bạn, các bạn không thể bắt những cái người Việt Nam đang cư ngụ tại Úc, tại Mỹ hay là tại bất cứ nước nào phải đi theo cái con đường của bạn. Cái đó là một, đúng là một cái đường hướng độc tài, đúng không? Đấy. Cái thứ hai chúng tôi nghĩ rằng á, thật sự đây là một cái màn kịch rẻ tiền. Nó chỉ nói lên á, một cái sự suy tâm lý về cái tâm trạng uất ức của những người Việt Nam sau 43 năm. Mà họ vẫn chưa cái hồi phục được cái não trạng của họ. Và họ không biết mở tầm mắt để phóng nhìn về cái thực tiễn. Tháng 11 năm 2017 vừa qua đã tại thành phố Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ ràng rằng tại nơi đây chúng ta đã người Mỹ, chúng ta đã là kẻ thù lẫn nhau. Hoa Kỳ đã mang thủy quân lục chiến tới đây và để lại một cái hậu quả là xác chết, thiệt hại về nhân mạng của hai bên. Ông nói là cả hai phía. Và ngày hôm nay tôi được vinh dự trở lại nơi đây, một thành phố hoàn toàn thay đổi. Tôi rất thích Việt Nam. Việt Nam là một cái đất nước để mà tôi nghĩ rằng được sống nếu có thể. Và Việt Nam, thanh niên sinh viên Việt Nam giỏi nhất thế giới. Một người ngoại quốc mà họ tới đây, quý vị nhớ rằng ông Donald Trump đã từng tổ chức thi hoa hậu ở Nha Trang hồi xưa nhé. Tại sao ông chọn Việt Nam? Tại vì ông có một cái cảm tình, ông biết rằng cái ý chí mãnh liệt của người Việt Nam như vậy. Vậy mà tại sao có những người Việt Nam lại chối bỏ cội nguồn, không dám nhận mình là người Việt Nam nữa. Mà khi mà đoàn tuyển thủ Việt Nam thua thì lại có vẻ vui mừng. Cái đó là những con em của chúng ta, những người Việt Nam mình bị thua, chứ không phải là cái chế độ cộng sản thua hay là cái cộng hòa xã hội chủ nghĩa thua. Cái lập luận rất là u mê và rất là não trạng, rất là ngắn. Tôi hỏi rằng á,
Nếu mà những người sinh viên đó, hay là những người Việt Nam đó, họ có mặt ở đó, rõ ràng là nếu mà họ có đó, họ sẵn sàng đông hơn những người này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái màn kịch họ dựa vào cái ngày 27 tháng riêng vừa rồi đó. Họ đóng kịch ở đâu ở bên ngoài đó. Nhưng ít ra họ cũng, mình khen họ một cái đi, bỏ tiền mua ít lá cờ. Rõ ràng những cái lá cờ hãy còn nguyên trong trong cái một cái thùng giấy. Thì thường thường những cái thùng giấy nó bán khoảng chừng mấy chục lá cờ đó. Họ mua xong rồi cái họ đứng nhắc kéo. Cái người chủ nhân của thùng giấy đâu? Tại sao họ không dám đánh người chung đó? Tại sao họ không chỉ mặt, ê thì cái thằng này đây, tại sao mày mang cờ này lại kia? Không có. Đây là cái màn vở kịch chơ chẽn và rất là rẻ tiền. Hình như cái cộng đồng Việt Nam này ở Úc hay ở Mỹ hay ở Pháp hay ở Âu Châu hay chỗ nào cũng vậy, họ luôn luôn có những cái màn kịch rất là vô lý. Đây là những cái người luôn luôn chúc giữ cho quê hương. Về cái đài truyền hình có một nick hỏi là đài truyền hình Little Sài Gòn và đài truyền hình Little Sài Gòn thường gọi tắt là Little Sài Gòn TV, nói trên tiếng Mỹ. Còn đài Little Sài Gòn Radio tức là đài phát thanh. Hai cái đài này có liên hệ gì không? Nó cũng là Little Sài Gòn. Dạ thưa, có và không. Có là tại sao? Ngày xưa ông Đinh Xuân Thái đó, Đinh Xuân Thái thì có về kỹ thuật, về quay phim. Hai vợ chồng mới hợp tác với ông Vũ Quang Ninh. Thì ông Vũ Quang Ninh á, thì ông có một cái đài Little Sài Gòn làm ở trong cái gara nhà ông á. Ông lấy cái nhà ông để ra, lấy cái gara để làm một cái đài phát thanh. Trong khi Little Sài Gòn TV ấy, thì có sẵn một cái đài, cái trường quay ở đường Harbour. Thì họ thương thảo với nhau. Thì bên đài Little Sài Gòn Radio mới mướn thêm một cái bên cạnh Little Sài Gòn TV và lấy chung một cái tên. Little Sài Gòn Radio và Little Sài Gòn TV. Đó là sự hợp tác. Sau một thời gian, ông Vũ Quang Ninh với một cái tinh thần công giáo phản bội. Đinh Xuân Thái cũng là người công giáo nhé. Quỳnh Trang cũng người công giáo. Muốn cướp cái đài Little Sài Gòn TV. Mới đưa ra tòa, đưa Little Sài Gòn TV ra tòa. Nhưng mà Đinh Xuân Thái thắng. Lý do là tại vì Đinh Xuân Thái đã mở cái Little Sài Gòn TV trước khi mà có cái Little Sài Gòn Radio. Và khi hai bên hợp tác với nhau làm việc, thì trong cái tinh thần mà gọi là hỗ tương lẫn nhau, thì Đinh Xuân Thái đồng ý để Little Sài Gòn Radio làm hội đồng quản trị. Nhưng mà không ngờ những cái điếm đàn họ đã tính là sang đoạt và cướp luôn cái đài Little Sài Gòn TV. Sau này ông Vũ Quang Ninh đá ông Cảnh Vịt. Ông Cảnh Vịt là ai? Tại sao gọi là ông Cảnh Vịt? Ông Nguyễn Văn Cảnh này là hiện tại bây giờ ông hãy còn cái lò mà bán gà vịt. Tức là ông làm gà vịt tươi, mình tới đặt, họ đánh tiết cho mình để làm về tiết canh. Ông ấy làm tiết canh ở nhà ông á. Ông bán gà, bán vịt ở nhà ông á. Ông ấy bị cướp vào nhà ông ấy, hiếp con gái của ông. Hai lần luôn. Sau này tới mua thì phải mua qua một cái, ông không cho ra ngoài nữa. Mua một cái, có một cái cửa. Xong rồi đưa tiền thì họ đưa vịt ra. Thế 5 con vịt thì trả tiền 5 con vịt, 10 con vịt trả tiền 10 con vịt. Họ không cho vô nhà nữa. Tuy nhiên, ông Cảnh Việt là có một cái phần hồn ở trong Đài Liên Xuân Sài Gòn cũng rất lớn. Một ngày đẹp trời, ông Vũ Quang Ninh khóa cửa ông Cảnh Việt lại, văn phòng ông Cảnh Việt lại. Thì đưa nhau ra tòa.
cũng phải qua Đức ông Nguyễn Đức Tiến để mà rồi giải quyết vấn đề này kia, nhưng đó là cái bên 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 ngoài. Còn ra tòa án thì là họ vẫn theo công việc tòa án, thì bên ông Vũ Quang Ninh phải mua lại. Ông Vũ Cảnh ông nghĩ rằng chán lắm rồi, ông chỉ bị đầu tư tiền vào đó thôi, thế rồi ông để đó rồi sinh lời. Thế mà ông nói rằng chính ông nói chuyện lời thì không thấy bao nhiêu, phải chưa, cũng có đấy, nhưng mà chơi một cái trò mà tính sang đoạt cái tất cả của tôi đó thì không được, và ông đòi lại. Thì bên ông Vũ Quang Ninh phải bỏ tiền ra mua lại tất cả những cổ phần của ông Cảnh Việt. Sau cái cổ phần đó thì vợ chồng của Quỳnh Trang và Đinh Xuân Thái mới ly dị nhau. Khi hai người ly dị nhau đó thì Quỳnh Trang đi qua bên miền Đông, qua bên Virginia mở một cái công ty về satellite, còn Đinh Xuân Thái thì ở lại đây. Bên Đại Lý Tài Hoàng thưa kiện Đinh Xuân Thái thắng. Thắng thì Đại Lý Tờ Sài Gòn phải bỏ đi. Tại vì làm sao mà mỗi ngày đi vào nhìn mặt nhau xấu hổ lắm. Thì Đại Lý Tờ Sài Gòn mới dọn ra cái đường bốc hốt. Có lẽ cái đường nó hợp với lại cái tên của Đại Lý Tờ Sài Gòn, bốc hốt. Tiếng Mỹ nó gọi là Brookhurst. Thì dọn ra đó một thời gian, có vẻ xã hội cũng vẻ nặng. Bây giờ dọn về qua cái đường, trên đường Beach Boulevard. Ở dưới thì cho các công ty thuê, còn trên lầu đó thì làm radio và Hồn Việt TV. Đó là những cái lưu manh của ông Vũ Quang Ninh đối với cái Đài Loan Sài Gòn TV radio. Và sau khi mà ông Vũ Quang Ninh chết thì bây giờ coi như là tất cả ông Nguyễn Hữu Công là nắm hết cái Đài Loan Sài Gòn radio. Thành trả lời cho độc giả biết, giữa cái Little Sài Gòn TV hiện tại bây giờ ông Đinh Xuân Thái đang làm chủ đó, và ông Đoàn Trọng là một phóng viên, là một nhân viên làm việc cho ông Đinh Xuân Thái, hoàn toàn là độc lập, không có liên quan gì tới Little Sài Gòn Radio hết, thì không có va chạm nhau gì hết. Bởi vì cái chữ Little Sài Gòn ai cũng có quyền làm, tôi cũng có quyền mở Little Sài Gòn KBC chẳng hạn đấy. Ai cũng có quyền, cái chữ Little Sài Gòn không phải là của riêng ai hết. Thì bây giờ trả lời cho cái thắc mắc của độc giả trước khi chúng tôi qua một cái phần chính. Có một cái câu hỏi liên quan tới những cái vấn đề mà cái nhóm cờ đỏ cực đoan chúng tôi xin miễn bàn. Có câu hỏi nữa về vấn đề cái vụ Formosa đi tới đâu, thì chúng tôi cũng xin thưa với lại quý khán giả, hiện tại bây giờ ra thì chúng ta thấy rồi, cái chiến thuật mà công an cũng như nhà nước Việt Nam đã áp dụng, chúng tôi phải nói là rất là tuyệt vời. Nếu mà lúc đó nhà nước Việt Nam mà phản ứng ngay lập tức thì có lẽ rằng chúng ta sẽ bị gặp một cái phản ứng rất mạnh của thế giới, mà chúng ta sẽ bị mang tiếng đàn áp. Rất là khôn ngoan từ cái vụ mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là một thiếu tướng công an, ông đã giải quyết rất đẹp. Rồi qua cái vụ, tất cả cái vụ Formosa, rất nhiều người lúc đó nghĩ rằng á là cái Formosa sẽ là một cái ngòi nổ rất lớn. Và ngày hôm nay cái câu hỏi đã được trả lời. Quý vị thấy lần lượt và lần lượt xếp hàng. Một số người bây giờ đi vào ăn Tết ở trong nhà đá, còn một số người thì chắc chắn là còn lâu. Thứ ba này chúng tôi sẽ bàn về cái vua Formosa. Hiện tại đang có một cái chiến dịch bắt nguồn từ Canada. Họ đang
họ biết là trong nước họ vận động không được nữa rồi, họ dùng Canada. Tại sao không dùng Mỹ? Là bởi vì KBC hải ngoại đã khóa mõm, ông Lê Trinh Thông lại, đã khóa mõm Phan Kỳ Nhơn lại và khóa mõm luôn cả thị trường tại Đức Chí. Thành ra họ không thể áp dụng, đòi hỏi bất cứ một cuộc đấu tranh nào nữa ở Formosa tại cái quận Cam này. Và không biết có phải vì lý do đó hay không mà bây giờ KBC hải ngoại chúng tôi bị người ta nói rằng. Tôi có một cái tin nhắn chụp đưa thôi. Tôi không muốn nói chuyện nhưng mà tôi phải kể ra. Tôi không muốn bàn về những người này nhưng mà tôi phải kể ra. Ông Trần Hải Yến, chúng ta sẽ còn nhiều chuyện vui lắm. Và bây giờ tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Đình Thục cũng đang lo sợ. Nhà nước Việt Nam thì lại lịch sự lắm. Thôi để ông làm mấy cái lễ đầu xuân đi xong xuôi để mai mốt ông được. Cỡ mà Trần Hóa với lại Vũ Quang Thuận với lại kia mà còn mà còn phải đi tới 8 năm thì chắc Ngô Đình Thục, quên xin lỗi, Nguyễn Đình Thục cũng phải đi 15 năm.